Vâng, sau đây em cũng test gửi con 8080DB hàng thị trường Mỹ gửi cho anh Hải ở Đan Phượng Hà Nội nha. Thì nó điện là 110, 117 là vào 120 cũng là một các bác. Hiện tại là bát mic chép em đang để 12 giờ. Đường cầu AB này. Đấy, để cầu A cộng B luôn thì dễ xài. Đường AUX, đường tiêu đầu vào. Âm thanh lo nét là hai đồng hồ vô. Hiện tại em đi cắm điện 110 coi. Cắm cầu A, ba lăng nằm bên trong á, hai đồng hồ vô vẩy, ba chép này, dòng 8000DB nghe rất là hay, giải mic không có ảnh hưởng tới giải bass nha các bác, giải bass. FM, phần đài, các bác nào thích nghe đài thì mình ra bài đó mình nghe, mình xài đài. Ở chỗ em thì sóng nó yếu các bác, những cái đài nó bắt kém đấy, ngoài thành phố có bắt mây sinh nhanh. Tất cả là hoàn hảo, em test theo yêu cầu bác chủ trước khi sản phẩm lên đường. Hai tuột dây này, sàn kém dây test, đường hao quyết cái nhà bác nó gần đường phono, các bác cẩn thận nha, hai đường phono đường hoài, kém lộn cổng phono ở nó hư loa, tại vì cổng phono nó nhận tín hiệu rất là lớn, độ dB nó rất là cao. Các bác mà cấm đường phono và các bạn qua này cái để dài là banh loa. Rồi em chiều nay đóng hàng cho bác nha, các bác lưu ý điện là 120V, các bác cắm 110, 117